Cảnh vừa soạn đồ xong rồi nha. Bây giờ tiếp tục hành trình rồi. Cảm ơn cô và là chị rất nhiều đã hỗ trợ chỗ tá túc qua đêm tại cà phê Phương Thảo thôi nha. Bây giờ Cảnh đi sớm đỡ nắng. Rồi, đây có cái ao này. Trời, xe lạnh rồi cả nhà. Sáng sớm xe lạnh. Mấy hôm nay ban đêm nằm ngủ phải đắp chăn này. Trên những ngọn núi ấy khá là đẹp. Và bên đây này có bán dơm luôn. Đống dơm to đùng luôn. Cảnh đang có mặt tại cầu Bà Bầu. Cái cầu có tên khá là hay cả nhà. Cầu Bà Bầu. Và ở đây hầu như cây cầu nào cũng thấy phương tiện chạy ngược chiều. Cả nhà thấy đó, đây này. Các phương tiện chạy ngược chiều khá là nhiều. Bên kia chính là cầu dây xe lửa, cầu dành cho tàu hỏa. Nước dưới này khá là trong luôn cả nhà, rất sông nhưng mà khá là trong. Gặp đàn vịt khá là nhiều luôn cả nhà, đang ăn ngoài đám ruộng. Trắng bóc luôn. Nhưng mà vịt này hiền nha cả nhà. Khi xoay này quanh đám ruộng thế nó không có đi ra xa. Đấy cả nhà thấy không? Đi xoay kìa, chạy vòng quanh đám ruộng kìa. So với những đàn vịt khác, anh thấy nó chạy lu su bua luôn. Con chạy hướng đông, con chạy hướng tây, con chạy hướng nam, con chạy hướng bắc. Mấy cái này kiểu như nó đi đều, nó không tách đàn quá xa. Ở đây có bóng cây khá là mát. Đang ghé vào nghỉ xíu rồi đi tiếp. Có cái miếu này 2006 lập 206. Mặt trời bắt đầu lên này, bắt đầu nắng dần. Có khả năng là Canh sẽ đi vào hướng thành phố. Từ Canh nhìn thấy nó mà đi vào hướng thành phố nó gần hơn mấy cây ấy. Không biết đi vào đó thì có thoát ra khỏi thành phố được không. Cứng mặt thôi cái này. Tới đầu thì hay tới đó. Mong rằng đi dọc đường đặt những cái cây lớn thế này để có chỗ nghỉ ngơi. Trạm thu phí Tam Kỳ. 9 giờ cả nhà. Trời bắt đầu lên đầu rồi. Ba làn xe nhưng mà nhìn thấy cũng nhỏ chứ không lớn. 3 làn ô tô, 1 làn xe máy. Nhìn khá là nhỏ luôn. Anh đang đi sâu vào trong thành phố Tam Kỳ cả nhà. Lúc trưa tính đi đường ngoài nhưng mà hên vào trong này có quán vắng. Tính ra Canh thấy thì nó không quá khang trang và cũng không quá sầm uất như những cái thành phố khác cả nhà. Không biết vào trong những cái con đường khác thì thế nào, nhưng mà đây dọc cái đường quốc lộ Canh đi ấy, nó giống như cuộc sống của một cái thị trấn hay là cuộc sống của một cái thị xã vậy thôi. Không quá sầm uất, không quá lớn. Canh đã đến vòng một xuyến rồi. Đường kia chính là đường Cánh. Sau lưng Canh đó chính là đi theo thành phố Quảng Ngãi, đâm thẳng ra bên đây luôn, bên xe Tam Kỳ. Bến xe khá là vắng thôi. Trời tối thui rồi cả nhà. May hôm nay đèn đường lên sớm ấy. Canh vào xin cả 3 quán vòng. Mà cả 3 quán không được quán nào luôn cả nhà. Wow, tối mà lại đói nữa chứ. Để lồi lên khúc trên này nữa xem. Canh thấy hình như cái đây chỉ là cái cánh đồng, không biết vào tới chỗ dân còn xa hay là không đây. Đây. Nhìn thấy các anh đèn cứ đi hoài vậy luôn. Cầu Cánh Tiên. Hình như trên cầu này hình như nãy Canh có bốc là trên cầu này còn có một quán nữa hay sao ấy. Nếu mà lát nữa không xin được nữa thì hôm nay chấp nhận ngủ bùi nhá cả nhà. Đây là cầu Cánh Tiên. Tối thế này đi rất khá là nguy hiểm luôn cả nhà. Xe cổ tầm này mờ quàng gà hết rồi. Lớn nhất là đi tầm giờ này. Bình thường thì cứ 5 giờ bắt đầu tấp vào rồi. Dạ, hôm nay chưa xin được luôn. Bảy giờ rồi cả nhà mà Canh chưa kiếm được chỗ nghỉ luôn. Ở đây này, cái miếu ở ngay đây luôn. Canh qua tháp nhang, tối nay xin ngủ ngay miếu luôn cả nhà, chứ bây giờ không còn cách nào nữa. Canh đi ngang qua cái đồng ruộng mà đi hơn cái 2 cây số mà vẫn không thoát ra khỏi cái đồng ruộng này. Canh vừa tấp vào đây rồi Canh tháp nhang cả nhà. Bây giờ Canh cũng kết thúc video tại đây luôn nha cả nhà. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị cũng như các bạn trong video ngày mai.